Xin chào các bạn, trên thế giới có rất nhiều những bức tường đặc biệt khác nhau. Từ một bức tường dài như là Vạn Lý Trường Thành, một bức tường chia đôi cả một thành phố, hay một bức tường ngăn cách khu vực A với khu vực B, hoặc là một hàng rào nào đó. Trong đó có một bức tường lịch sử, một bức tường cũng đã để lại rất là nhiều những dấu ấn từ trước đến nay. Đó là bức tường Berlin. Bạn hiểu gì về bức tường Berlin? Bức tường Berlin có điều gì đặc biệt? Và nếu bức tường Berlin mà không sụp đổ thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào? Đó là chủ đề trong câu chuyện ngày hôm nay với bình luận viên Hải Thanh Story. Một câu chuyện mang cả những màu sắc địa lý, văn hóa cũng như là những màu sắc của lịch sử nữa. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện ngay bây giờ. Bức tường Berlin là gì? Bức tường Berlin là bức tường ngăn cách phần đông và phần tây của thành phố Berlin, là một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của thời kỳ chiến tranh lạnh. Cái sự sụp đổ của nó đã dẫn đến thống nhất nước Đức và đánh dấu một cái dấu mốc cực kỳ quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại. Cụ thể, vào ngày 13 tháng 1 năm 1961, thì chính phủ Cộng hòa Dân chủ Đức, hay Việt Nam chúng ta vẫn quen gọi là Đông Đức, bắt đầu dựng hàng rào dây thép gai và bức tường chống phát xít ở trong ngoặc kép. Đặt nó vào ngoặc kép ở đây bởi chủ nghĩa phát xít thực sự thì đã sụp đổ rồi. Mục đích chính của bức tường Berlin là nhằm ngăn cái gọi là những kẻ phát xít phương Tây vào Đông Đức, theo những lý lẽ của Đông Đức lúc bấy giờ. Nhưng nó cũng nhằm ngăn việc di tản quy mô lớn từ Đông sang Tây. Đây mới là điều quan trọng. Bức tường Berlin vẫn đứng sừng sững cho đến ngày 9 tháng 11 năm 1989, khi mà lãnh đạo Đảng Công nhân Xã hội Thống nhất cầm quyền thông báo rằng công dân của Đông Đức có thể vượt qua biên giới bất kỳ khi nào mà họ muốn. Đêm hôm đó thì những đám đông đã hồ hởi xô đổ bức tường. Một số tự do vượt qua vào Tây Berlin, trong khi những người khác đem búa, dùi và bắt đầu đục đẽo tường, dẫn đến sự sụp đổ của một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất, lâu dài nhất của chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bức tường Berlin không sụp đổ hay chưa? Đây là những giả thuyết lịch sử của nhà sử học nổi tiếng Friedrich Thaler, một chuyên gia lịch sử hiện đại của nước Đức. Chúng ta sẽ đến nói về chuyện này trước khi đi đến những cái sự thú vị về bức tường Berlin liên quan đến mặt địa lý. Về cơ bản thì nước Đức sẽ không khác gì so với bán đảo Triều Tiên bây giờ nếu mà bức tường Berlin không sụp đổ. Nếu mà bức tường Berlin không bị đánh sập thì chúng ta sẽ có một khối phương Đông khác với một khối chúng ta có trong những năm 1980. Việc đầu tiên họ sẽ phải làm là ngăn chặn những cái cuộc cải cách của nhà lãnh đạo Liên Xô Sergei Gorbachev, và nếu điều đó xảy ra có nghĩa là chiến tranh lạnh vẫn sẽ tiếp tục. Vậy nếu không sụp đổ thì bức tường này sẽ phát triển như thế nào? Có một sự thật rằng người Đông Đức thực sự giỏi về điện tử cơ bản. Họ thậm chí còn lên kế hoạch xây dựng một bức tường Berlin công nghệ cao. Và cái bức tường Berlin công nghệ cao này sẽ trang bị tất cả những cái loại báo động tốt nhất để không cần có một cái lực lượng vũ trang nào bảo vệ và chỉ sử dụng hệ thống giám sát điện tử mà thôi. Tuy nhiên vấn đề là họ có khả năng tài chính hay là hậu cần để đạt được điều đó hay không thì vẫn là một câu chuyện bây giờ mang nhiều hoài nghi. Nếu phiên bản công nghệ cao này của bức tường Berlin đi vào hoạt động, có lẽ Đông Đức sẽ tồn tại không quá vài năm sau năm 1989 vì số tiền khổng lồ họ cần phải bỏ ra để duy trì bức tường công nghệ cao mới là rất nhiều. Tây Đức sẽ được hưởng lợi gì nếu mà Đông Đức còn tồn tại? Trong một số mặt thì Đông Đức một khi còn tồn tại sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Tây Đức vì nguồn nhân công giá rẻ ngay giữa lòng châu Âu. Ở Đông Đức, từ sau những năm 1960 thì nơi đây đã trở thành công xưởng sản xuất của phương Tây. Có một ví dụ cơ bản như thế này. Ví dụ như ở Tây Đức thì bạn có thể nhận được ảnh tráng sau 24 giờ ngay từ máy ảnh của mình vì chúng sẽ được chuyển qua biên giới tới Đông Đức và gửi lại ngay sau đó. Điều này cũng giống với hàng dệt may và các mặt hàng kinh doanh khác. Vì vậy, có thể tưởng tượng ra một Đông Đức với bức tường Berlin công nghệ cao vẫn còn nguyên vẹn sẽ là một phần phụ thuộc vào kinh tế của Tây Đức cho đến thời điểm này. Nhưng thật may, tất cả đều chỉ là giả thiết. Chúng ta có một nước Đức ổn định, một nước Đức mạnh mẽ, một nước Đức hòa bình, một đất nước hợp nhất với nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới vào lúc này. Và sau đây là những câu chuyện thú vị về bức tường Berlin. Đầu tiên, bức tường Berlin không chia đôi Đông Đức và Tây Đức. Từ trước đến nay vẫn có một cái sự nhầm lẫn phổ biến rằng bức tường Berlin phân chia nước Đức thành phía Đông và phía Tây. Đây là một cái nhận định hoàn toàn sai lầm. Bức tường chỉ tách Tây Berlin khỏi Đông Berlin và phần còn lại của Đông Đức mà thôi. Lý do là Tây Berlin nằm bên trong Đông Đức. Để mình hiểu Tây Berlin thuộc Cộng hòa Liên bang Đức nằm bên trong Đông Đức, tức là Cộng hòa Dân chủ Đức như thế nào, chúng ta cần hiểu cách mà nước Đức bị phân chia sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tức là vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai thì các nước đồng minh đã thỏa thuận chia nước Đức làm 4 khu vực. Mỗi khu vực sẽ được kiểm soát bởi Mỹ, Anh, Liên Xô hoặc là Pháp. Họ cũng phân chia Berlin, thủ đô của nước Đức thành 4 khu vực cũng do 4 nước đồng minh kiểm soát. Tuy nhiên những cái bất đồng với Liên Xô sau đó đã khiến Mỹ, Anh và Pháp hợp nhất 3 khu vực của họ làm một, hình thành nên Tây Đức và Tây Berlin
để Liên Xô tách riêng với phần còn lại, đó là Đông Đức và Đông Berlin. Đường biên giới bên trong nước Đức rõ ràng là phức tạp hơn cái bức tường Berlin này rất là nhiều. Nó có chiều dài hơn 1.300 km, tức là gấp 8 lần so với chiều dài 154 km của bức tường Berlin. Ngoài ra, chỉ có 43 km chiều dài của bức tường là thực sự, chúng ta dùng từ thực sự cho nó chuẩn xác, tách khu Tây Berlin ra khỏi Đông Berlin. Phần còn lại của bức tường chủ yếu ngăn cách Tây Berlin và Đông Đức. Sự thật thú vị thứ hai là thực ra có đến hai bức tường. Không giống với những gì mà nhiều người tưởng, bức tường Berlin không phải là một bức tường duy nhất mà là hai bức tường được xây dựng song song và cách nhau 100m. Trong đó bức tường mà chúng ta thường liên tưởng, thường nhìn thấy khi mà đề cập chính là bức tường nằm gần khu vực Đông Berlin. Việc xây dựng bức tường đầu tiên bắt đầu vào ngày 13 tháng 8 năm 1961, còn bức tường thứ hai thì được xây dựng trễ hơn một năm. Giữa hai bức tường là một vùng đất hoang được gọi là giải đất chết. Không ai được phép vào giải đất chết và những người cố tìm cách vượt qua để trốn vào Tây Berlin có nguy cơ bị bắn. Các tòa nhà bên trong cái giải đất chết này đều bị phá hủy và toàn bộ khu vực đã được san bằng và giải đầy sỏi mịn. À thế thì tại sao lại giải sỏi mịn nhỉ? Giải sỏi mịn để mà đi dễ hơn à? Thực chất cái việc người ta giải sỏi mịn là để phát hiện ra những dấu chân. Kẻ nào mà trốn thoát thì sẽ để lại cái dấu chân ở bên cái phần đó. Và cái khu vực này cũng được chiếu sáng bằng đèn pha để ngăn việc tẩu thoát vào ban đêm. Sự thật thú vị thứ ba, có một nhà thờ nằm giữa hai bức tường. Bên trong cái khu vực đất chết này thì chính quyền Đông Đức và Liên Xô đã cho phá hủy tất cả các tòa nhà ngoại trừ một ngôi nhà thờ có tên là Hòa Giải. Tuy nhiên giáo hội thì không thể tổ chức việc thờ phụng trong nhà thờ vì nó nằm trong một khu vực hạn chế. Câu chuyện liên quan đến nhà thờ Hòa Giải cũng khá là thú vị. Sau khi mà phe đồng minh tiến hành phân chia Berlin thì khu vực xung quanh nhà thờ bị rơi vào đường ranh giới giữa Pháp và Liên Xô. Điều oai oăm là nhà thờ nằm trong khu vực Liên Xô, trong khi giáo dân lại sống trong khu vực của Pháp. Khi mà bức tường được dựng lên thì nó đã tách rời nhà thờ ra khỏi hội thánh. Vào thời điểm mà bức tường thứ hai cũng được xây dựng lên thì một số ít giáo dân sống trong khu vực Liên Xô thậm chí cũng không thể đến nhà thờ được nữa. Ở Tây Berlin thì ngôi nhà thờ bỏ hoang này được tuyên truyền như một biểu tượng của việc đàn áp tôn giáo tại Đông Berlin và Đông Đức. Bản thân nhà thờ cũng đã sớm trở thành một vấn đề khó xử đối với các lính canh phía Đông Đức bởi vì họ buộc phải đi vòng quanh nhà thờ để mà tuần tra. Đồng thời, một số nhà thờ bên Đông Đức đã trở thành nơi ẩn náu cho những nhân vật đối lập. Vì vậy, chính phủ cần gửi đến họ một thông điệp chính thức. Vấn đề này lên đến đỉnh điểm thể hiện qua việc quyết định phá hủy nhà thờ. Việc phá dỡ nhà thờ bắt đầu vào ngày 22 tháng 1 năm 1985. Chính quyền Đông Berlin tuyên bố rằng cần phải tăng cường an ninh trật tự và sạch sẽ. Tuy nhiên, việc phá hủy chỉ làm cho tình hình phức tạp hơn và làm nhà thờ được nhiều người biết đến hơn, nhất là khi những hình ảnh của nhà thờ được lan truyền khắp thế giới. Sự thật thú vị thứ tư, hệ thống tàu điện ngầm bên dưới bức tường Berlin. Mặc dù bức tường Berlin ở trên mặt đất nhưng mà tác động của nó lan tỏa đến hệ thống tàu điện ngầm ở phía dưới của thủ đô Berlin. Trước khi có bức tường thì toàn bộ thành phố Berlin đã sử dụng chung một hệ thống tàu điện ngầm. Và sau khi xuất hiện bức tường thì hai bên đã chiếm hữu các trạm và đường ngầm thuộc về ranh giới của mình. Điều này nhanh chóng trở thành một vấn đề nan giải bởi vì những cái chuyến tàu đi lại giữa hai điểm ở Tây Berlin đôi khi cần phải qua những tuyến đường ở bên phía Đông Berlin. Để mà ngăn chặn cái sự trốn thoát và lẫn lộn giữa các công dân của hai phía thì chính quyền ở Đông Berlin đã phong tỏa các tuyến đường do Tây Berlin khai thác. Các cái trạm rừng bị niêm phong, đường ray thì được vây bằng dây thép gai và hệ thống báo động được lắp đặt để ngăn người dân Đông Berlin không được lên những chuyến tàu điện ngầm của Tây Berlin. Các đoàn tàu của Tây Berlin cũng không dừng tại các ga thuộc về Đông Berlin. Sự thật thú vị thứ năm, một bức tường Berlin nhỏ hơn đã chia đôi một tòa nhà. Vâng, sau khi nước Đức bị chia cắt, thì con sông Tarnbach chảy qua một ngôi làng ở khu vực Bavaria và Thuringia ngày nay, được sử dụng làm đường biên giới giữa các khu vực do Mỹ và Liên Xô kiểm soát. Khi đường biên giới bên trong của nước Đức được xây dựng, nó đi xuyên qua làng và chia cái ngôi làng này ra làm hai. Ban đầu thì người dân không lường hết hậu quả của việc chia cắt này vì họ vẫn được tự do băng qua biên giới để mà thăm các thành viên gia đình ở phía bên kia. Rồi một hàng rào bằng gỗ được dựng lên vào năm 1952 đã hạn chế một phần sự tự do này. Và đến năm 1966 thì cái quyền tự do này đã biến mất khi hàng rào được thay thế bằng những cái tấm xi măng cao hơn 3 mét cùng loại được sử dụng để xây với bức tường Berlin. Nó cho thấy cái sự kiên cố của hàng rào này. Và bức tường khiến cho dân làng không thể di chuyển giữa hai bên Đông và Tây, cắt đứt liên lạc của các gia đình. Ở phương Tây thì ngôi làng này được gọi là Tiểu Berlin vì nó gợi nhớ đến cách mà bức tường Berlin chia cắt các gia đình ở thành phố này. Tuy nhiên, hoàn cảnh ngặt nghèo của dân làng còn chưa kết thúc với bức tường. Những nhà chức trách Đông Đức sau đó còn đã bổ sung thêm một hàng rào điện tử để ngăn chặn những cuộc trốn thoát tiềm ẩn từ việc lén vào làng để treo sang Tây Đức.
Điều này nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng với người dân vì họ khó có thể rời khỏi ngôi làng của mình. Một phần của bức tường này tại cái ngôi làng đó vẫn còn được giữ vững cho đến ngày nay. Và sự thật thú vị cuối cùng đó là bức tranh graffiti nổi tiếng Nụ hôn hữu nghị. Bức tường Berlin gồm hai bức tường xây dựng song song với nhau thì chúng ta biết rồi. Bức tường phía Tây đã trở thành nơi thu hút những nghệ sĩ đam mê nghệ thuật graffiti sau khi xây dựng xong. Tuy nhiên bức tường phía Đông Berlin lại để trống vì phía Đông Đức cấm không cho ai đến gần nó. Và sau sự sụp đổ của bức tường Berlin vào năm 1989, nhiều nghệ sĩ đã tìm đến bức tường phía Đông Berlin để thực hiện những cái bức họa graffiti. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất là bức vẽ graffiti vẽ ông Brezhnev, nhà lãnh đạo Liên Xô, trong một nụ hôn đắm đuối với ông Honecker, nhà lãnh đạo của Đông Đức. Bức họa graffiti này được đặt tên là Nụ hôn chết chóc và được một họa sĩ người Nga tên là Dmitry Rubel vẽ. Anh đã chú thích cho nó là Chúa đã giúp tôi sống sót trong tình yêu chết người này. Bức họa này ghi lại sự kiện hai nhà lãnh đạo hôn nhau vào năm 1979, một sự kiện có thật trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Cộng hòa Dân chủ Đức. Nụ hôn hữu nghị này là truyền thống phổ biến giữa các nước thành viên của khối Đông Âu vào thời điểm lúc bấy giờ. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về bức tường Berlin, bức tường đặc biệt có thể nói là hàng đầu ở trên thế giới này. Nếu mà cảm thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt